tức là năm các cháu về năm 2023 đó. Vâng, 2023. Tức là từ lúc xây xong là bắt đầu là có vấn đề ấy nhỉ? Cô cảm thấy có vấn đề hay là như nào? Không có gì. Từ lúc xây xong thì thấy bình yên hơn. Vâng. Hồi ở bên Vinh Nhân Phủ đó đâu, mọi thứ là nó đảo lộn hết. Đảo lộn nó cụ thể là như nào ạ? Có nghĩa là làm cái gì cũng trật hết, làm có nghĩa là làm gì nhiều mà cuối cùng nó cứ tìm cách nó đi. Vâng. Yeah. Là cô nói là hàng xóm xung quanh đây là có nghĩa là kiểu... Có hiện tượng thì như ví dụ cách đây hai nhà nha. Vâng. Có một cái cô ấy là còn nhiều người xây nhà xong là bắt đầu là chuẩn bị hai vợ chồng mời đi tân gia thì là sẵn đêm khuya 2 giờ sáng là thất cổ. Tức là ngày mai là tân gia. Mai tân gia thì hôm trước là thất cổ. Chiều nay là đi mời đấy, là đêm đó là về thất cổ. Rồi ấy, rồi những người ở đấy cùng cách đây 2-3 nhà thì người thì vợ thì cũng không được bình thường, rồi đến cách đó một nhà nữa thì lấy cô ấy đang đi dạy cấp 2 mà cuối cùng là chưa nghỉ hưu mà mới đi ra qua đường một tí á, 14 tháng 4 ngày vừa đó mới lấy Phật đản á để đi chùa ra đi qua đường xe tông rồi. Tông trước cửa nhà đi. Tông cửa trường nhà. Chú ơi chú ngồi đây cháu hỏi chú. Thôi không phải nước đâu chú ơi, chú ngồi đây cháu hỏi một chút này. Tại vì cháu vừa vào đây cháu nhìn thấy mấy cái viên đá đây nó hơi lạ. Thì đá ở dưới cái nền này là toàn đá hả chú? À đúng không? À cái đá đó là lịch thằng cháu nó mua về. Nó mua một trên một mê thuật về nó làm cái sân vườn đó. Vâng. Nhưng nó ở dưới kia chứ nó không về đây, lâu lâu về thì không có chỗ. Thế coi là cô chú vào đây đất này lâu chưa? 17 năm rồi nhỉ. 27 năm. Đúng. Đất này là cô chú mua năm 93. 93. Nhưng mà trước đó là ở dưới kia. Kiểu chú bộ đội đi chuyển công tác về đấy á. Rồi cô mới chuyển vô trong này. Thế còn lại cái biểu hiện cái sức khỏe của cô thì như thế nào? Giống như người già đo mà đau đủ thứ luôn. Tức là đi khám không ra bệnh? À không, giờ thì vẫn ra bệnh chứ. Ra bệnh chướng khớp rồi bệnh. Nhiều bệnh là đau đầu mất ngủ. Mà mất ngủ triền miên á. Mất ngủ mà uống thuốc. Không nhiều. Để cho kiểm tra xem có cái... Còn vợ chồng thì nói chung là chuyện chẳng ra chuyện gì mà không ra cái gì cả. Rồi rén tùng lum ta lá. Mà ở cái nhà cũ ấy con biết không, nó phá hết á. Vâng. Tiền ra như được luôn. Vâng. Không tồn tại cái gì. Cô căn số đây. Cô hiểu từ căn số chưa? Căn mà, có duyên căn rồi. Vâng, có căn đấy. Tức là ở miền Bắc này mình gọi là căn số đấy. Vâng. Căn số là những người thích là về tâm linh, thích tìm hiểu về tâm linh, thích lễ bái chùa chiền, thích quan tâm đến tâm linh, nôm na là như thế. Yeah. Còn lại nếu mà nói sâu hơn nữa thì nó có những cái năng lực, có những cái cảm nhận về tâm linh, nó cụ thể hơn người khác. Cô là người có cái tâm rất là tốt, rất là tốt. Thực ra cái khuôn mặt của cô nó rất là phúc hậu, rất là phúc hậu. Thế thì cái đầu tiên phải nói ở đây là cô bị cơ hành căn số. Vì cơ hành căn số, nếu như căn số tuổi già thì nó sẽ là cơ hành và bệnh tật. Đấy là cái đầu tiên cô nhé. Và cái cơ hành nó cũng sẽ dẫn đến cái tâm nó bị bấn loạn. Cho nên cái khoảng thời gian vừa rồi cô chú hay mâu thuẫn cũng có thể xuất phát từ cái tâm của cô. Cô hiểu không ạ? Nó cứ bấn loạn và mọi thứ vậy thì nó phải là xuất phát từ cô, chứ không phải là từ chú đâu. Okay. Mệt nhiều khi nhiều mà thịt luôn. Vâng, tôi rồi cháu hỏi một chút là cô chú đã có cháu nội là trai chưa? Dạ có rồi. Cháu đâu? Cháu đầu ấy nhỉ? Tức là cháu nối dõi đấy nhỉ? Là có rồi ấy nhỉ? Cô chú giữ gìn cháu bé này cho cháu nhé. Bản thân cô cũng... Cái sức khỏe của cô ở đây nó không phải là do cái cơ địa của cô đâu. Thực ra cơ địa của cô nó không đến mức độ cô bị như thế đâu. Đây cô cũng bị tâm linh nó tác động. Đây cô cũng bị tâm linh tác động. Cho nên là nó mới dẫn đến cái trạng thái nhiều khi cô cũng bị mất kiểm soát lời nói hành vi đấy. Cô nóng tính bất thường đấy rồi.
Vâng. Cái này thì cô phải thừa nhận cho cháu rồi. Vâng, tại vì có nhiều lúc cô bị mất kiểm soát. Cô mất kiểm soát và người nó cứ nóng phừng phừng lên đấy cô. Vâng. Đây là hai lý do nhé cô nhé. Lý do thứ nhất là cơ hành. Lý do thứ hai là tâm linh nó tác động đến cô nhé cô nhé. Cái hai kiểu ở đây nó chỉ có hai lý do thôi. Thì có một cái điều như thế này, thực ra cái đất ở phía trong này mà những cái hiện tượng như cô nói là người hàng xóm bị thắt cổ hay là người ở đây bị tai nạn thì đây nó có thể nó do cái số mệnh của người ta, chứ còn đất ở trong này thì về cái lịch sử của nó cũng như là cái những cái tâm linh nó nằm ở dưới đất nó không nặng nề như ở ngoài rừng ngoài Bắc này, không ngoài Bắc, không nặng nề như ngoài Bắc. Và ở đây ấy, có một cái vong nó theo cô ấy. Đây là có một cái vong theo cô, nhưng cháu nghĩ nó không phải đất này đâu. Ở ngoài Hà Tĩnh là cô chú còn nhà không? Bán rồi đi ạ. Tức là cô chú trước đây là cô ở nhà này, trước khi ở nhà này cô chú ở nhà nào nữa? Ở phía trên kia, trên trung tâm. Tức là chỉ có hai nơi thôi gì ạ? Thế còn lại ở Hà Tĩnh là cô ở chú? Ở Hà Tĩnh thì cũng ở với ông 36 đó riêng ra một cái nhà. Bây giờ cháu sẽ xuất hồn cháu xem nhá. Xem là nó ở địa điểm nào. Có lẽ nó ở chỗ này tại vì cháu nhìn nó gần một ngã tư. Nó gần ngã tư. Và đằng sau nó thì nó lại là trống, đằng sau nó giống như kiểu nó thoải thoải xuống cứ kiểu như ở chân đồi. Thì có phải cái nhà ở đây không ạ? Cái nhà bên này hả? Cái nhà mà cô chú ở trước ấy. À, trước ở tiếp này. Thì nó có vẻ ở đằng sau nó là đồi không? Nó bằng. Bằng, bằng chứ nó không phải thoải nhỉ? Thế thì đất nào đất ở Hà Tĩnh có như thế không ạ? Cũng không, bằng. Ồ. Cháu nhìn lại nhé, để cháu nhìn lại. Hay là cái nhà cổ bên này. Thế đằng sau này có thoải không ạ? Đằng sau này giống như đằng sau thoải xuống gì ạ? Thoải xuống bên này. Thoải là phía phía trước đó. Thoải về phía trước ạ? À? Thế đằng sau này lại là đồi gì ạ? Đồi đúng rồi. Từ từ để cháu nhìn một cái chi tiết nào cho nó cụ thể đi. Để cháu muốn bắt được cái vong này cháu phải nhìn tận nơi của nó. Thì cháu bắt thì khi cái trạng thái mất ngủ của cô nó mới hết. Cái nhà này đằng sau đấy mà đồi lên như này xong rồi thoải xuống này đúng không ạ? Dạ, đúng rồi. Thì từ từ cháu tả một cái chi tiết này. Thế cái nhà trước đây ấy nó có một cái hiên ra mà là có hai cột trống ở đây không? Hai cột trống ở trước cửa nhà không? Có. Cái cột nó chỉ to bằng cái to hơn gót tay thì thôi. Dạ đúng rồi. Và sắt. Và hai cột trống ra như này. Dạ. Cháu tả thêm một chi tiết nữa để cho nó cụ thể hơn nữa nhé. Đây giả sử cái nhà đây, đằng sau đây, đằng trước đây, đây cái hàng hiên đây, thì cái đến cái nhà thì nó có cái bàn, có cửa sổ ở đây, cái bàn ngủ nước ở đây. Đúng rồi. Có đúng không ạ? Thế thì đây là nhà bên này. Nhà đó. À, đây là nhà đó. Thôi được rồi. Đấy phải tìm tận nơi thì bắt nó cái thì là nó làm mọi thứ cô đỡ ngay. Thì cô có hai vấn đề nha cô nhá. Một là vấn đề cái vong theo cô thì cháu sẽ bắt đi. Vậy thì vấn đề nó nằm ở đất này, đất bên này. Và hai nữa là căn số thì lát nữa cô cho cháu xin cái thông tin của cô là họ và tên, ngày tháng năm sinh. Đấy cháu sẽ cắt căn đi cho cô để từ nay trở đi cô không bị cái cơ hành đấy nữa thì sức khỏe của cô nó sẽ được cải thiện nhá cô nhá. Vâng, đây cháu làm luôn cho cô thôi. Vâng. Lệnh cho tứ đại hộ pháp áp giải cái vong nữ lên thiên đậu xét xử. Ở cái nhà này nếu như thế thì nó thỉnh thoảng thì cũng nghe cái tiếng lạ, tiếng động lạ. Cái tiếng như ở xong nồi nó gõ ấy ạ. Dạ.
mọi hồi là ở bên kia là cứ buổi tối á, là cứ nghe cái gì giống như ai chạy đến nhà chạy là một phần, sau đó có tiếng loảng xoảng nữa, cái tiếng loảng xoảng nhiều xong nổi nó vào nhau mình đi lại trên này giống như chấn người thế ạ. Và cháu là nhìn thấy nghe thấy cái tiếng loảng xoảng nữa để cháu nhìn nó kỹ hơn tí. Ở nhà bên đấy thì cũng thay rồi. Rồi, thôi được rồi. Cô chú chuyển sang bên này nó cũng là một cái sự hợp lý. Thực ra thì cái đất bên này nó hơi nặng, thì cái vong nó vẫn đang tác động đến cô. Thì hôm nay cháu xử lý nó sẽ dứt điểm cô nhé, sẽ dứt điểm. Rồi, và thêm một điều nữa như này này. Nó tách hai vợ chồng cô ra ở bên đấy, nó cứ tách hai vợ chồng ra. Nó không cho hai vợ chồng gần gũi đâu. Vâng, đấy là cái biểu hiện rất là cụ thể đấy. Vâng. Mình kiếm cái nhà là bị xảy ra hai mấy lần. Thế ạ? Đào một lần luôn. Vâng. Chỉ tách một chồng mặt ở trong vùng ung thư. Vâng. Ung thư đang mặt. À. Ai ạ? Cũng chồng của nhà bên này. À. Tức là nhà bên cạnh đấy gì ạ? Vâng. Tức là rồi để cho kiểm tra cái lệnh bắt làm vong mình ạ. Rồi, được rồi. Các con của cô khá tốt đấy. Thực ra thì cái phúc đức mà cô tạo cũng khá nhiều, tại vì thực ra nhìn mặt cô nó rất là phúc hậu và nó có phúc để lại cho con cái, nên con cái cô khá là tốt. Còn bây giờ thì Tuấn ơi, có hai cái để cô phải làm nhé. Bắt vong hôm nay là một phần, cháu để cái trận đồ lại để cho cô nằm nhé. Nhưng bây giờ trước tiên là cô phải cho cháu cái thông tin. Có cái văn thơ ngoài đó mà muốn thầy. Để cháu phá đi cho cô. Tự nhiên rồi cứ rèo. Vâng. Bây giờ cô cho cháu xin cái thông tin của cô để cháu cắt căn số cho cô nhé. Vâng. Cô đang trong con đây thế ở đây là cô với bạn ở đây chưa? Dạ, hai mẹ con điện quả hàng nữa hai nhóm nữa đây là thằng ấy là từ năm 2004 giờ là hoàn toàn mất ngủ khẹt rằng từ năm để cho ngủ được mất mà yếu như quá địch lắm, yếu như quá lắm lại yếu từ năm 2003 chứ mà đồng ý mình... bạn sinh năm bao nhiêu? Con sinh năm 83 quý hợi. Dạ, chưa lấy vợ. Hôm trước cũng có một bạn 83 ở Madrid con có xem clip mà rồi ra thầy là yếu quá lắm chỉ đây là bạn con thầy xem vậy em có được là cô là ở ngoài Hà Tĩnh nhỉ? Hà Tĩnh. Cô là ở đâu Hà Tĩnh vào? Cô là Thạch Hà. Thạch Hà. Nhà kia cũng Thạch Hà đấy. À, Đồng Hương. Đồng Hương cũng Thạch Hà đấy. Có lẽ Thạch Khế là Thạch Khế đó. Vâng. Thạch Hà cho thấy vào đây nhiều lắm. Dạ. Vậy đó là làm Thạch Khế. Vâng. Cùng cây Thạch Hà cái chắc cây Thạch Lạc. Cái tức là cô vào đây từ năm 87. Cô vào đây từ năm 88. Cô hai mẹ con ở đây. Tức là cô vào đây cô làm giấy à? Làm giấy. Cô làm giấy để thằng cái tiền đi học nhé. Thì hai mẹ con đều với nhau lắm. Vâng. Đây là năm 2003 là hình bắt đầu yếu mà yếu quán được lắm mà để dư vẩn. Con nội cho nó cụ thể. Con là kiểu thực ra thì cái tình trạng của con thì con thấy là có dấu hiệu là như kiểu năm 13 tuổi là con đã bị rồi cơ. Bị làm sao? Tức là cứ mất ngủ, ngủ nó kém đi. Nhưng mà người thì nó cứ xanh xanh mà nó hay gầy hốc hác ra đi. Mặc dù cũng không phải là mình... Nhưng mà trước tiên là mình đã đi khám chưa? Có đi khám không? Đi khám nhiều nơi nhưng mà người ta cứ bảo là... kiểu như kiểu cơ thể nó suy nhược á, về cố gắng thể dục thể thao về bồi bổ là nó tức nên... là có đi khám rồi, có đi khám nhiều rồi. Nhưng mà đến năm
Rồi được rồi, bây giờ tôi hỏi bạn như này, là cái trạng thái khi mà bạn đi mình gọi là quan hệ yêu đương ấy, thì cái tâm lý của mình nó có bị cái gì nó tác động, nó gây cản trở không? Tức là ví dụ như trước đây thì ví dụ như mình thích người ta thì người ta lại không thích mình. Thích. Thì ví dụ mình không thích người ta thì người ta lại thích mình chẳng hạn đấy. Đấy là phim Hàn Quốc đấy. Không, nhưng mà thực tế là nó như vậy. Rồi rồi. Để mà ví dụ như thực ra là có quen một hai người, nhưng mà thực ra thì cái thời đó mới lớn mà 19, 20 thì trong tư tưởng của bạn thì vẫn có ý định và vẫn mong muốn là lấy vợ đúng không? Rồi. Nhưng mà nó có cái gì đó nó cản trở. Như thì nói chung mà nếu mà giờ nó kể ra thì nó rất là nhiều, tại vì con đi quá nhiều nơi rồi. Đi khoảng trên cái đất nước Việt Nam thì có lẽ là đi đâu gọi là đi tâm linh nhá. Vâng. Đi từ năm 2003. Tức là đi tìm câu trả lời. Vâng. Nhưng mà kiểu nó có cái gì đó thôi thúc mình phải đi. Mình không đi là nó nóng ruột nóng gan chịu không được. Mà về nhà con em ấy xuống lấy cái ghế dưới ngồi được, đừng có đứng như thế. Ghế dưới nhà nhiều mà. Kiểu từ năm đó là con kiểu như kiểu buồn cười lắm, nó tự nhiên nó cáu gắt tùng luôn mà không hiểu lý do luôn, kể cả tận đây cũng vậy. Vì từ năm mà con 15 tuổi á, rồi cái này thì nó hơi tế nhị tí, hay bị chứng mộng tinh. Rồi bây giờ như này để tôi giải thích cho bạn những cái gì nó đang diễn ra với bạn. Trước tiên là bạn bị cái bệnh mất ngủ ấy, là bạn đã đi khám rồi và không chữa bằng tây y nó không được. Thì cái này mình có thể mình nói về nó là cái bệnh tâm linh. Và cái bệnh tâm linh đối với trường hợp giống như bạn ấy thì nó nhiều lắm, rất nhiều. Cái trạng thái mà bị tâm linh tác động nó sẽ gây cho mình cái trạng thái mất ngủ. Đấy, bạn nghe tôi giải thích này, do cái cơ địa của bạn nó còn khỏe đấy, nó mới không bị thần kinh đấy, chứ không là thần kinh rồi. Mất rung tóc đấy. Vâng ạ, mất ngủ nhiều là thần kinh. Bạn hiểu không ạ? Đấy là sự tác động của các cái tâm linh xấu nó tác động đến. Đấy. Cái thứ hai nữa là cái chuyện tay của bạn lúc nãy tôi vào tôi bắt tay bạn vào cái nó rất là lạnh. Nó còn ấm hơn rồi đấy. Đấy là nó còn ấm hơn nhá. Yeah, nhưng mà còn lạnh nữa. Đây là tôi thấy nó rất lạnh. Lạnh ở đây tức là nó bị nhiễm âm. Nhiễm âm. Nhiễm âm tức là bạn bị một cái vong, cái thần nào đó nó đi theo bạn. Và cái thứ ba nữa là cái chuyện mà bạn đi yêu đương mà bạn bị gặp cản trở ấy. Thì ở đây có thể là bạn, nó không xuất phát từ cái tư tưởng của bạn. Thì nó như thế này này, nó có thể là người ta nhìn thấy bạn người ta sợ. Vì lúc đấy khuôn mặt của bạn hiện lên một cái khuôn mặt khác chứ không phải là mặt của bạn. Cái mắt của bạn nó rất là sợ. Nó rất là sợ. Và cái thứ ba, thứ tư nữa là bạn ngủ hay mơ thấy một cái vong nữ, bạn quan hệ với nó như vợ chồng, thì đấy là cái biểu hiện rất rõ về tâm linh rồi. Bạn hiểu không ạ? Còn bây giờ thì tôi, nhiệm vụ của tôi sẽ là tìm xem nó nằm ở đâu, xuất phát từ đâu, tôi bắt nó đi và để trận đồ lại cho bạn, thì bạn sẽ khỏi. Bạn hiểu không ạ? Nhá. Đấy, nó rất đơn giản thế thôi, nhưng nó không hề đơn giản, tại vì phải tìm ra được đúng vị trí của nó. Bạn cũng đã mất công đi khá nhiều rồi đúng không ạ? Rồi, nhưng phải quan trọng là phải tìm ra được đúng vị trí. Từ năm 2004 đến giờ ngủ đúng không thầy? Không ngủ được, tức là ngủ được ít thôi thì không. Có nhiều đêm hầu như ngủ đắng. Thế rồi. Đâu ngoài làm chứ mình ngủ được là do đi công trình nhiều á. Làm rồi rồi, mệt. Thôi được rồi. Cô với bạn sẽ tập trung. Bạn có thai âm với nó rồi đây này. Thai âm rồi đây này. Đây gọi là ngủ ngon tà, có thai âm đây. Căn số nữa. Tối hôm qua nó còn không cho con ngủ. Mấy hôm qua nó tác động thế cả, rõ thế cả. Con nằm vào giấc ngủ cứ mơ mơ chuẩn bị thiêu thiêu vào ngủ. Là cái giường con không có đại nệ mà. Là cái có cái tiếng động như kiểu là mình đập tay một cái như này. Đập xuống giường. Dạ, như là lúc đó con dựng hết tóc gáy lên và người nó rung lên. Nhưng mà kiểu giơ cái chân mình đào một cái để mình lấy cái can đảm á. Rồi. Ý là như kiểu tao cũng kẻ sợ mày làm gì thì được thì làm. Rồi. Bật dậy, ngồi hút thuốc.
Cái nhà ở quê ấy à? Thì bây giờ là cô có cái quê nhà nào ở quê không? Bán rồi à? Hồi đi là bán luôn. Thế à? Thực ra là nhà con ở cái mảnh đất này là mảnh đất thứ tư rồi. Thế trước đây là ở đâu? Ở dưới kia. Bây giờ tôi sẽ tả cái mảnh đất xem là mảnh đất nào nhé. Cháu sẽ tả xem là cái mảnh đất nào. Tại vì có một cái thần nó đi theo, thần nữ nó đi theo xem nó ở mảnh đất nào. Nó có một cái nhà nó ở trên đỉnh một quả đồi. Đỉnh một quả đồi mà đằng sau nó là cái thoải đồi này. Đằng sau nhà là cái thoải đồi. Nhà đấy là ở đâu? Có ở nhà nào như thế không ạ? Trên đỉnh một quả đồi. Trong này thì sao ạ? Nếu như mà nhà con mà... Từ từ cô cứ để bạn ấy nhớ. Nhà con mà ở thì không có cái nhà mà như thầy tả đâu. Như tức là nó thoải xuống dưới này. Thế vậy thì bạn có ở cái chỗ nào, ở cái nhà nào nó như thế không? Tức là có ở nhà bạn con. Bạn ở đấy nhiều lần không? Không có. Nếu mà đã là như thế nên Đắk Nông á. Ở chỗ Đắk Nông, ở nhân cơ Đắk Nông là... Tôi tả luôn cái nhà này nhá. Dạ. Cái nhà đấy với bạn nhìn là thôi không phải nước nôi đâu, bạn nhìn đây cho tôi. Đây là diện tích đất như này, cái thoải nó đằng sau này. Thì nhà nó ở đây, cái sân nó rất là rộng. Sau đó nó có một cái hàng rào gỗ đây này, hàng rào gỗ quay xung quanh này. Hàng rào gỗ. Tức là đất dốc về sau như kiểu cái tổ mối là cứ dốc hẳn. Ừ, dốc hẳn xuống. Nhà nó đây này, có một cái... Nó có một cái mái đua ra như này, mái bà rô đua ra như này. Nhà giống như này nhá, nhưng mà cái đằng trước này nó có một cái hiên đua ra bằng mái bà rô. Hiên đua ra bằng mái bà rô à? Ờ. Mái bà rô hay mái tôn này cụ thể? Không rõ là mái gì, nhưng nó có cái mái đua ra. Nó có một cái mái đua ra. Trước đây thì con có ở Đắk Nông thì cái địa hình ở Đắk Nông thì giống như thầy nói đó, thoải thoải. Nhưng mà cái nhà nó có như thế không? Cái nhà thì con cũng, mà trước thì con cũng giờ nhớ không cụ thể lắm, nhưng mà cái hàng rào bằng gỗ à? Hàng rào bằng gỗ. Thế tôi tả cho bạn như thế này đi, tại vì cái này nó có thể là, tôi nhìn nó có thể là không gian trước đây, là hàng rào gỗ. Và tôi tả cho bạn một không gian như này để cho nó cụ thể cái nhà này. Cái nhà đấy thì nó không phải là nó là nhà ngang này nhá. Rồi. Nhưng ở cái góc này nó có chỗ rửa bát, rửa chân tay hay là cái giếng bếp gì đây này. Cái góc phải này này. Góc bên phải. Góc trái này, góc trái, trái. Trái, ở ngoài trái nhìn vào. Ờ, không, ngoài nhìn vào cho nó bên này, ừ, bên trái này. Tức là trái là bên ngoài nhìn vào là bên là trái. Ngoài bên vào là bên trái. Bên trái, ở trong nhìn ra là bên phải. Là bên phải. Thế thì ở Đắk Nông rồi. Ở Đắk Nông rồi. Ở nhà thằng bạn, hồi đó đi nhà nó, lên nhà nó chơi cũng mấy lần. Ngủ lại đó. Rồi, thế thì nó theo bạn từ đấy rồi. Nhưng mà nếu mà dấu hiệu con bị ấy, là hồi mà con đang ở dưới này. Từ năm 2000 là con đã bị rồi. Nhưng mà cái bị ấy, nó cái triệu chứng nó không nặng nề đâu. Nó không nặng nề đâu, mà bạn phải từ khi bạn ở cái nhà đấy. Nó mới nặng nề mọi thứ. Thực ra là thế này thầy. Cái hồi là con quen một đứa con gái thì đến hồi đó là trước đây là con đã bị cái triệu chứng mất ngủ với kém ăn với người cứ gầy gầy rồi. Nhưng mà sau cái lần đó là nó nặng hơn, mà đi tiểu buổi sáng là nước tiểu nó cứ đỏ ra. Thế con bảo không biết là mình bị cái bệnh gì mà người nó nhiều lúc nó tái xanh, nhiều lúc da thì nó lại đỏ ra. Rồi, thôi được rồi, bây giờ như thế này, quan trọng là như này. Không, con nói chứ xong. Rồi. Tức là sau này con mới biết là người ta cho mình uống cái đồ dơ. Từ đó là con đi nhiều nơi lắm, đi tận Hà Nội con cũng đi được cơ. Cũng từng ra Hà Nội học trường sinh thiền, bên trường sinh học năng lượng đấy. Rồi. Nhân điện đâu. Rồi. Thôi được rồi, bây giờ như này, quan trọng là như này. Có một cái vong nữ nó đi theo bạn. Và bây giờ tôi sẽ xử lý đó. Quan trọng là như này, là cho cơ địa của bạn nó trở lại trạng thái bình thường. Bạn ngủ được. Và
là không có chuyện cản trở bạn trong chuyện tình cảm nữa. Đấy là mục đích của mình xử lý nhá. Vì sao tôi phải xuất hồn, tôi tìm cái vong này? Vì cái vong này hiện tại nó đang trong người bạn, nó đi theo bạn và nó phá bạn. Tôi phải tìm tận chỗ của nó thì tôi mới bắt được nó. Bạn hiểu không ạ? Bây giờ tôi đã tìm được chỗ của nó, còn bây giờ tôi sẽ bắt nó và tôi để trận đồ lại cho bạn. Là bạn cứ yên tâm nhá. Rồi, rồi, rồi. Cái nhà này tôi còn thấy cả một cái bếp củi ở trong nhà, trong bếp đằng sau này này. Củi giống như một vùng dân tộc ấy. Bạn hiểu ạ? Một cái bếp củi đằng sau nhà này này, cuối nhà này này. Củi cuối nhà. Hồi lên đó chắc cũng có xây gọi chục năm, hơn chục năm rồi. Giờ thì nó xây lại rồi thì không biết nào. Hồi đó cũng có bếp củi. Hồi này có đó. Vâng, tại vì tôi nhìn cái không gian nhà đấy nó gọi là nó hơi cũ ngày xưa, và nó gọi là nó theo phong cách của dân tộc, theo phong cách của dân tộc ngày xưa. Dân tộc ở đây tôi thấy nó không phải là cái dân tộc ế đê như ở trong này đâu, nó là dân tộc kiểu dân tộc ngoài kia đấy, tộc ngoài Bắc. Ừ, tộc ngoài Bắc ấy. Tộc ngoài Bắc. Rồi, thôi được rồi, bây giờ để tôi xử lý nó nhá. Bạn tập trung vào đây đi. Lệnh cho tứ đại hộ pháp áp giải cái vong nữ lên thiên đợi xét xử. Quan trọng là như này, quan trọng là biểu hiện về sức khỏe của bạn và những cái diễn biến xung quanh bạn. Và cái đấy thì tôi khẳng định với bạn là bạn yên tâm. Bạn hiểu không ạ? Nhá. Tôi đã đến tận đây thì nó phải khác. Rồi, bây giờ thì Tuấn ơi, đưa cái trận đồ đây.